Em xin chào cả nhà cùng toàn thể tất cả các bác máy cày trên mọi miền Tổ quốc thân yêu của em. Nhưng hôm nay em đã chào riêng về tất cả các bác máy múc, bởi vì em cũng đã lặn lội đến một cái nơi rất là du lịch các bác ạ. Đây, một cái nơi du lịch mà lại có một cái em Hitachi xuống đây để tắm biển. À, không phải tắm biển mà xuống đây để mà du lịch và đi rửa chim rửa bướm gì đó. Rồi gặp em ở đây và em cũng đã gặp được chủ và báo cho các bác biết. Để chờ một chút nữa nha, các bác chờ em một chút để em báo giá cho các bác đồng một tí, em báo giá cho các bác luôn. Đó, chiếc Hitachi này nha, chiếc Hitachi này đời 07 từ 1 bơm bít tâm cơ, tôi rằng là rất lẹ các bác nhá, tôi rằng là thân sâu đỉnh của chốt. Đây các bác, em đi một lượt cho các bác nhìn thấy em, nó gọi là lông dài chân cao háng rộng bướm to, cái này là đỉnh của chốt các bác nhá. Xe này mới mua 6 tháng này và đòi chủ đi tắm, đi cắm trại. Đây, báo cáo với các bác là như vậy. Rồi tí em nói chuyện về vấn đề cái em xe này tại sao mà lại nằm ở đây các bác nhé. Trước hết ta đi một vòng đã, rồi và em báo giá cho các bác là 400 triệu các bác nhé, 400 triệu. Còn thương lượng với chủ, một tổng giám đốc công ty chuối tại nước cộng 0176002 Exit 200 và EX 200 Hitachi đời 07-1 các bác nhé. Rồi em đi một vòng xung quanh em nói một cái đã, rồi bắt đầu chúng ta tiếp tục. Trước khi đi một vòng thì em cho các bác xem chân dài chân ngắn, đùi trắng đùi to rất nhiều, chòi lớn chòi nhỏ. Hôm nào các bác có dịp các bác xuống đây cắm trại, đưa bồ bịch xuống đây cắm trại ngủ một tí cho nó mát, nước rửa cũng nhiều, gió lồng lộng, khô chim mát bướm các bác nhá, nhất là các bác máy múc. Đấy, đây đấy, các bác máy múc nha. Đây này, em review cho các bác luôn một chút, đã lỡ đây rồi thì Lê Tuấn cũng không có kể xá gì cho các bác biết luôn đó. Mà các bác thích cái chòi này thì vô đây ngủ nha. Rồi đưa bồ đưa bịch xuống đây. Đây này, trần truồng này, háng rộng này, đuôi ca này, đó đuôi to háng rộng này. Đó, các bác chưa, đó háng rộng đuôi to, điện xì, chân dài đến nách. Thôi không nói nhiều nữa, các bác đang mong Lê Tuấn quay lại cái sản phẩm chính của chúng ta hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Lê Tuấn xin chúc tất cả nhà chúng ta một lời chúc sức khỏe, một lời chào tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay đúng 12 giờ trưa chủ nhật, Lê Tuấn đi từ sáng đến giờ và đã đến được chân núi Bà. Chân núi Bà đằng này, chân núi Bà đằng này, và đây là chân núi Cậu các bác nhá. Đấy, thì để nói về cái xe này tại sao mà nằm ở đây để hóng mát ở đây, thì lúc nãy Lê Tuấn có nói dối, nói phét với các bác một tí là tại sao mà cái con này nó xuống đây để đi du lịch. Đây là một ông chủ các bác ạ, ở núi Cậu nha, mua em này về để móc mương cho nước chảy xung quanh vườn chuối. Thì trong quá trình mua được 6 tháng này, mua 670 triệu. Đây, và một dàn múc nha, múc lạnh. Đây, dàn múc lạnh này, chi tiết cho các bác biết luôn này. Đó, đây. Và cái này mà móc gốc thì thôi rồi các bác ạ, phải nói là cực kỳ là sướng, sướng nhất như tiên. Cái này mà móc vào đúng khe thì thôi rồi, nước chảy ra vào. Cái này là dùng để múc nước tưới các bác nhá. Rồi, đây, cái càng ở đó thì khủng khiếp các bác nhá. Đó, và tất cả chi tiết em báo giá luôn với các bác là Hitachi nhá, đời 07-1 EX 200 bơm bít động cơ rất lẹ các bác nhá. Rồi 400 triệu khoản thương lượng, các bác điện thoại ngay cho em 0394 326 198. Lê Tuấn có mặt đồng hành cùng tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc, nhất là anh em máy quốc hôm nay. Rồi 500 anh em máy quốc đâu, bắt đầu đi vào chi tiết cùng với Lê Tuấn. Để bắt đầu đi vào chi tiết thì Lê Tuấn đi vào dàn chân cho anh em chúng ta biết nha. Đôi khi Lê Tuấn đã nhìn thấy dàn chân thì có nhiều chỗ nó đã bị nứt các bác nha. Đây này, đây này, và có nhiều chỗ đã bị gãy. Em thấy có hai chỗ thứ nhất là bị gãy được các bác này, có khuyết điểm này thôi. Và dưới này
có một miếng nữa, và đây một miếng nữa, tức là cái này ba miếng các bác nhá. Dàn chân thì ok, ông chủ ông nói là bao luôn cho anh em, phải nói là tuyệt vời, không có gì để nói hết, nói thẳng với các bác là như vậy. Nói chung máy còn rất ngon, đang zin như trong bãi đây. Đây một miếng nữa các bác này, đây một miếng nữa, nói chung nhiều khi rứt rồi nha, chúng này ở bên kia rồi, rứt rồi đấy. Xích thì còn rất còn tốt đấy, nhưng trong quá trình có khi mẻ xích thì có một vài miếng các bác nhá. Vòng xoay của coi như là ngã tư Hàng Xanh là chuẩn chỉ, chủ nói là phải rất tuyệt vời các bác nhá. Chủ nói thì ở đây thì thằng em nó dẫn lại thì tuyệt vời luôn, không có nói năng gì đây. Và dây xích bên này đấy các bác, đấy đây các bác nhá, chi tiết cho các bác quan tâm, các bác tất cả anh em máy múc nhà vô đây để cùng em đi tham quan một lượt từ dàn chân. Đấy. Đấy các bác, xích đang còn rất lên nhau, đè lên nhau rất còn tuyệt vời. Bên này thì hoàn hảo hơn bên kia các bác nhé, xích bên này còn ngon hơn bên kia một tí, bên kia khuyết điểm ba chỗ nhưng bên này còn nguyên. Đấy, và em sẽ quay dưới đít đây cho các bác biết, đây là Hitachi nguyên thủy, rồi bên này là đây, đây đấy nhá, EX00200, rồi phía dưới này cho các bác em chỉ sơ bộ qua đây, em lấy gần cho các bác xem sơ bộ qua phía dưới. Xe này rất ít làm các bác nhá, ít làm, chỉ có móc mương thôi, rất nhẹ nhàng, không móc ốc, chỉ móc mương cho nước chảy vào trong vườn chuối các bác nhá. Các bác nghe rõ lời của em này, xe này dùng móc như kiểu móc gốc cao su, nhưng không phải móc gốc cao su mà để móc mương cho nước chảy vào vườn chuối các bác nhá. Rồi ok, tất cả mọi cái đều sáng sủa nha, cao gầm máy to, nói chung là loại này thì không còn gì để nói. Đấy, đòi chủ đi lên đây để cắm trại. Rồi em nói với các bác luôn xong thì rồi em mở cái này cho các bác coi luôn. Đấy, đây các bác, đây dàn bơm các bác nhá. Các bác nào mà đang còn rành về vấn đề dàn bơm của Hitachi này, EX đời 07 này nha, đời cao các bác nha. Đấy, các bác kiểm tra ngay cho em vào thông số và kỹ thuật các bác nhá. Đấy, thì bây giờ em đưa vào thông số này, Hitachi. Đấy các bác này nha. Đấy, thông số Hitachi đây, và tất cả mọi cái số má đầy đủ inter đồ đẹp các bác nhá. Đây, tất cả mọi cái đang còn sạch lết các bác nhá. Đấy, cái này là bơm lẹ các bác nhá, bơm thủ giam, bơm lẹ, bơm cơ, bơm lẹ, không phải bơm điện. Nói chung loại này trước khi ông chủ đưa về đây thì mọi cái là do người Việt Nam mình coi như lựa chọn và xuống đây, và lúc này bán là cái chính cái người đi mua về điện cho Lê Tuấn đến để bán các bác nhá. Xe này không dùng đến nữa bởi vì ông chủ không dùng đến nữa, đã móc mương xong 10 hecta chuối đã xong, và bây giờ kêu bạn đấy các bác. Đấy, đấy để nắng mưa. Đấy, rồi bắt đầu em lên trên phần máy cho các bác xem. Rồi em đi một lượt đây, rồi đi vòng một lượt đây lại cho các bác nhá. Đấy, riêng cái này thì không cần phải nói nhiều đúng không ạ, riêng cái buồng lái không cần, chắc chắn các bác nó đã biết rồi, loại này thì không cần nói buồng lái, mà em sẽ đi lên coi máy chi tiết hai bên cho các bác biết. Đây, bắt đầu về các ắc của nó các bác này nha, bít tông còn tháng luôn này, chưa xước chưa gì hết nha, này chưa xước chưa gì hết các bác. Thứ hai này, đấy, tất cả các ắc này còn nguyên của chi này. Đây các bác, chưa có rộng rơ gì hết các bác nha, bít tông to này. Đấy, đi bên bít tông rất to, ắc này. Đấy, ắc đây các bác nha, có đầy đủ hết, mở anh dứt đầy đủ đây này. Đấy, đầy đủ hết. Đấy, dây tất cả các thứ Hitachi, thương hiệu của em nói là tên là em là Hitachi nha,
các anh mà thích thì cứ hít anh hít ta chi. Đấy. Rồi em tiếp tục rỉa sang bên này. Rất đông anh em, rất đông khách du lịch đến, nhưng mà cái vừa nãy đông gái lắm. Đây cái bác này, đây bác này, ở đây cái gầu nha các bác, nhìn kỹ cho em nè, cái gầu này gầu múc mương nhá, gầu múc mương. Đấy, có hai cái các bác mua về móc cốc luôn là ok, em đồng ý với các bác, em tán thành và đồng ý với các bác. Nếu mua về móc cốc thì cái này là một sức mạnh cực kỳ đỉnh của đỉnh các bác nha. Đấy. Đấy. Hôm nay chủ nhật, tầm này là bắt đầu đang vào đám các bác nha, em không có đi đám, em không đi đám mà alo. Và đúng ạ, và em phải hỏi rõ là xe gì chứ, em phải nói là em thích cái xe gì và cái xe đó là như thế nào, bao nhiêu tiền nói với anh. Em phải nói là xe gì mới được, bởi vì trong cái kênh anh nhiều xe lắm. Không phải em phải nói là xe Ford hay là xe Belarus hay xe gì chứ em. Bây giờ trong cái kênh thì nhiều máy cày thì anh biết làm sao mà xe nào được. Anh xe xanh nhưng mà xe gì mới được chứ. Isaki bao nhiêu? Cái anh thì anh ở Trân Thành, Bình Phước. Ở địa chỉ nào thì ở ngay ở Trân Thành được rồi, chứ khỏi với địa chỉ đi. Cứ ở Trân Thành thôi. Còn em yêu cầu anh thì anh đón em, chứ em đâu đón anh làm gì. Em muốn coi thì em phải đi đến. À, biết địa chỉ coi thì em thứ nhất là em phải coi xe gì, nói xe gì thì anh mới nói được chứ. Cái địa chỉ của cái xe thì nó cách anh khoảng mấy chục cây em ạ. Đấy. Đằng này mua mà lại cứ hỏi ở đâu lung tung lang tang, mà lại không biết xe nào trong cái kênh của mình, biết bao nhiêu là xe nha. Phải coi lại xe nào cho rõ ràng rồi bắt đầu nói nha. Rồi bắt đầu Lê Tuấn có một cái khách, nhưng mà người khách này lại là hình như là cũng điên điên khùng khùng gì đó, không biết. Cứ hỏi là xe lại không nói xe gì đấy, mà lại ở đâu, hỏi mình địa chỉ ở đâu. Các bác thấy mắc cười à. Rồi cái này cái gì đâu biết, qua này. Rồi cái này. Rồi. Thôi bây giờ lên đây coi máy của anh nhá. Rồi bây giờ một tập trung vào tư tưởng. Thứ nhất là một cái bước chậm chạp, kinh khủng chưa? Cái này gọi rằng là... Cái này là gọi là S-400 của Nga. Dàn này là dàn S-400 của Nga. Khủng khiếp. Ghê chưa? Các bác này. Em chả biết cái gì mà nó khủng khiếp ghê. Đó. Các bác à... Đây các bác này. Đây. Đây. Các bác xem rõ chưa? Đấy. Ký hiệu đầy đủ. Em review kỹ lưỡng cho các bác. Còn thiếu sót những cái gì thì các bác đến và trả giá. Và hai bên quyết định mua các bác nha. Em dẫn các bác đến. Đấy. Ông chủ đang cần bán. Tức là đã mốc rãnh xong. Mới mua 6 tháng này. Mua 670 triệu, bây giờ bán 400 triệu. Đó, với một cái chi tiết em đã quay cho các bác như thế này. Tất cả mọi cái này, các bác này, như thế này, đó. Đấy, và đang hoạt động đây, đang hoạt động chủ bao nổ đầy đủ. Và tiết nổ, các bác nhá. Tức là ông chủ nó không cần phải tiết nổ. Đấy, máy Isuzu, đây này, em đã nhìn thấy máy. Rồi, tiết nổ luôn đi cho anh em luôn, một lần. Đây các bác nhá, đây này, máy Isuzu. Đấy, ông chủ đi lấy bình này. Đó, ông chủ đi lấy bình để nổ cho anh em luôn, để cho anh em biết luôn. Chỉ một lần thôi nhá. Chỉ một lần thôi rồi cá biệt người ơi. Đấy. Chỉ một lần thôi. Các bác xem là các bác kết luôn. Máy khô ra. Đấy. Máy khô ra. Thấy chưa? Isuzu. Khô rang luôn. Đấy, 6 máy. Đỉnh của chốp. 6 máy trục bộ. Tục bô luôn này, đúng rồi. Đấy, các bác biết rồi, đúng rồi. Đấy. 6 máy tục bô. Alo xô. Xách xô đi vô hồ. Đấy. Đấy. Cái đó cái gì à? Đồng hồ báo nhớ. Đồng hồ báo nhớ, có luôn đồng hồ báo nhớ. Heo đây các bác.
Đấy, khô rang. Đấy. Tuyệt đỉnh song ca. Đàn vũ đại nghệ các bác. Tuyệt vời các bác nha. Sạch bát chết. Nói về máy này thì thôi Thiên Thu. Đấy. Máy im ru. Thiên Thu đệ nhất quán. Mới rác nổ lên mà nếu mà đấy, chưa nở bạc thì nó cũng hơi có chút khói. Đúng rồi. Cái này là chưa nói độ hơi, độ hít gì vào. Hả? Em mới nắp hơi coi. Đấy hả? Đó. Nắp nhớt. Nắp nhớt. Đó. Đúng không? Đợi xem. Em bao mà. Ờ, đây. Ok các bác. Có gì mà gọi là hả? Tại vì ổng rửa nằm. Khổ đang luôn nha. Đó. Rồi tí tiết máy luôn. Nước đang còn đây. Đậu đây. Làm mua về là làm có chưa được một chục mẫu chuối nữa làm. Đó. Chưa một chục mẫu chuối nha. Làm chưa được một chục mẫu chuối là bắt đầu là bán rồi. Bởi vì chủ không dùng nữa. Đấy, bán lại cho anh em riêng máy đang còn riêng nghiêm chỉnh, chưa đông đến. Máy Isuzu Turbo. 6 máy cao cấp đang sẵn ra. Các bác nha, cái này là nguyên chỉ luôn. Giá 400 còn thương lượng. Rồi, còn cái dàn này giảm thủy lực vào. Đây. Đấy, giảm thủy lực. Dàn công tắc. Dàn công tắc. Tắc kê. Nó hơi đen. Đúng rồi, đúng rồi, không sao. Được, quá đẹp. Chưa bung. Đấy, đúng rồi. Vừa nãy không biết là giới thiệu mà Su 400 của Nga. Tức là có loại tên lửa đây. Tên lửa chống, tên lửa đạo đạo. Đấy, khủng khiếp. Thôi các bác nhá. Rồi em đã giới thiệu bác là máy 6 máy Turbo Isuzu còn zin luôn. Bảo đảm từ kết nước cho đến tất cả long xuyên hội ngộ cũng như thể là coi như là núi Bà. Núi Bà, bên núi núi Bà là có một coi như là dòng suối cầu, và suối cầu xong được có hồ dầu tiếng tắm mát cho ngọn núi Bà các bác nhá. Rất tuyệt vời. Và phong thủy hôm nay thì các bác đã biết rồi, đây rất đông, tất cả khắp bốn miền Nam Bắc xuân hạ thu đông về đây để cắm trại chủ nhật. Thì chiếc Ishiki này cũng đòi đi cắm trại và đã được coi như anh em được Lê Tuấn đến đây quay phim review cho anh em máy cày cùng toàn thể anh em trên kênh Tuấn Như Mà Si và chim ngưỡng em siêu đỉnh của chốt Hitachi đời 07. Đấy các bác nhá, EX200 cho các bác nào đang còn có nhu cầu tìm dòng xe máy múc này thì điện thoại cho Lê Tuấn 0394 326 198 với một cái giá 400 triệu còn thương lượng các bác nhá. Ok, và chúng ta chờ đợi một giây lát nữa để cho chủ lấy bình test máy. Là nói chung hội ngộ bốn mùa, chỉ cần nổ máy nữa thôi là anh em chúng ta đồng ý và đến ngay. Rồi ok đây. Đấy, ông chủ đã nhiệt tình và lấy bình về. Rồi em ơi. Rồi hụt phu vào tay. Trong lúc chờ đợi lắp bình, chúng ta tiếp tục đi xem coi đùi to đùi nhỏ, trắng đùi đen các bác nha. Lúc này mưa gió ở đây, tất cả toàn bộ đùi trắng đùi đen đùi to đùi nhỏ quét xe lớn xe nhỏ, ở phía này không có gì hết. Đấy, còn một số chui vô trong bạt đấy là nằm ngủ rồi. Còn một số đây thì nước biển mênh mông không đông đầy thì mẹ mây trời lùng lộng không phủ kín công cha các bác nhá. Đây là núi Cậu, chân núi Cậu, và bên kia là núi Bà. Rồi hôm nay chủ nhật, tất cả giờ này là chúng ta đã 12 giờ trưa, nhưng mà Lê Tuấn vẫn cùng anh em đồng hành và lắp bình test thử chiếc Isuzu này cho tất cả các bác đang thích xe múc thuộc dạng đỉnh cao chốt lớn nhất từ trước tới nay. Chiếc xe này nói chung là cũng rất gì là được ông chủ giàu có, cho nên là muốn đi coi như là cắm trại với anh em, cho nên nằm ngày 3 này gió rất mát các bác ạ. Đây này, đấy, mênh mông biển nước mấy nha. Đây, và chiếc em vẫn nằm đây hóng mát với một màu vàng huyền thoại các bác nha. Rồi tất cả các nơi khác là đều có những cái miếng thép để táp vào nó chắc chắn. Rồi các bác nha, cực kỳ luôn. Đây nè, những miếng thép á, đấy là táp vào cái chỗ cái nơi gác của hai cái bê tông, nó tăng thêm cái độ cứng cáp của cái xe gấp ngàn lần các bác nha, không bao giờ được. Và ở dưới này đây, đây những người thợ này cũng đã độ thêm và hàn một miếng ở dưới khung thép đó, tức là cái này là chống gãy không các bác ạ. Đấy,
nó là cho chúng ta càng chắc càng bền thêm, đúng không ạ? Càng bền là càng bền thêm, mà càng chắc thì càng chắc thêm. Rồi thứ hai nữa, thế này thì tiếp tục độ tiếp một miếng sắt đây, khoét lỗ để hàn luôn, để dính vào đây để giữ cái trục này, ba trục tiếp giáp, ba trục 1, 2, 3 này để làm một cái vững chắc. Chắc thì càng chắc thêm. Đấy, đề phòng có khi mình ẩu quá, làm mạnh quá, nó nứt, nó tét thì chủ đã đậu luôn. Đây, dưới này một miếng nữa các bác nha. Đây. Bác nha, những cái chỗ này là một cái chỗ thuộc diện là chịu tải nhiều nhất các bác này. Ắc còn mới luôn này, chưa rỉ như gì đây, đang còn rin các bác nha. Đây, và nó không có lọc học như các cái khác. Đây, coi này, đó. Cho nên các bác yên tâm. Đấy, các bác nha, còn rất ngon lành. Đây, ta hết tất cả mọi cái. Đây, coi cả đường dũng thủy. Đây, và ắc của nó này chưa lọc sọc như gì hết. Đấy, tất cả bê tông xịn xò các bác nha, hàn rất chắc chắn. Đây, nó to và nó đang còn rin trắng tinh. Đấy, quan. Đây, còn tất cả các này cũng đều táo hết các bác nha. Táp sát hết, các bác yên tâm. Đấy, về không cần phải coi như là táp thêm là gì, mà nó đã chắc rồi. Để em khóa thử một phát coi nó cuộn đau hay là em đau. Đấy các bác, đó. Đấy. Tất cả hai bên nha, hai bên đều táp hết các bác. Rất chắc chắn, nhìn nó ngầu. Nó ngầu nghiệp. Đấy. Rồi. Đây thì trong lúc chờ đợi nổ máy thì em lên review về cái hệ thống điều khiển ở trong buồng lái. Đây các bác. Rồi, ok. Rồi cũng như vậy bình thường các bác nhá. Rất đơn giản thôi. Đấy. Rồi, để em xem quay cái bình này hết à? Hai bình khác. Đúng rồi, xe nào cũng vậy, để lâu thì lâu lắm rồi không à. Từ Tết đến giờ luôn không làm các bác nha. Xe sướng thế, nằm im. Đấy. Làm có 10 hecta chuối chưa xong đã nghỉ đây rồi thì tức là không phải là có cái bệnh tật gì nha, máy đã còn rất ngon, chủ bao tất cả mọi cái đã dễ còn zin hết, thì các bác cứ yên tâm, không phải đắn đo lo nghĩ. Và bây giờ chỉ còn test máy để xem cái tiếng máy và cái sự hoạt động của tất cả các ắc nó như thế nào, rồi các bác sẽ gọi điện cho em 0394 326 198. Hôm nào các bác ai đăng kết ở dòng Hitachi này và chiếc con xe này thì hôm nào đi các bác nhớ đem bia và gia đình và đồ môi xuống đây cùng Lê Tuấn để chúng ta cắm trại ở đây nhậu nhẹt, xong chúng ta cùng gặp ông chủ và chúng ta ăn uống xong vui chơi trở về. Nhưng mà trước khi đi thì em cũng dặn các bác là đừng có đưa bà xã đi mà có bồ mình nha, vợ bé, hoặc là kiếm một cái cô nào đó lạ lạ một chút xuống đây cắm trại, chui vào trại này. Đấy, ủa mà giác sau ta mua xe về. Đó, rồi nha. Đấy. Rồi, bắt đầu đề mày. Yếu à? Còn nhau á. Cái này yếu bình rồi, e là yếu bình. E là yếu bình. Chú lấy cái máy sạc lại, chú sạc. À chà, lấy máy sạc. Không, phải cho nổ máy luôn cho. Đúng rồi. Có máy sạc nhà, có máy sạc mà. Vâng trời. Để cái bình này vô câu ba, cái nổ này. Câu ba nổ này. Câu ba mình biết câu không? Vé cái cộng vô cộng này. Trừ vô trừ, cái lại cộng trừ vô trừ. Rồi các bác, đây là để lâu quá nha, mình không xài. Cộng trừ. Thôi lấy sạc, để chú ơi.
lấy sạc cái để luôn. Đúng rồi. Rồi. À, Lê Tuấn cũng nói với cả nhà và các bác máy bên máy múc và vì là để lâu ngày quá các bác nhá. Rồi bình hết. Đó là cái nguyên lý của mình. Thì các bác chờ một tí. Trong khi chờ đợi thì Lê Tuấn đi xuống dưới này cùng các bác một tí nhá. Đấy. Xuống xem cái hồ nước này nó đẹp. Đây các bạn. Đây các bác, nước đang còn sóng to gió lớn, nó vỗ vào như biển ấy. Đây, chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào, và chỉ có biết thuyền mới biết thuyền biển, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Đây các bác nha, đây như biển luôn các bác này, rất thích này, tắm thích lắm các bác. Đây, từng đợt sóng dồn dập vào các bác. Đây. Đấy, rất tuyệt vời. Đây các bác, bây giờ con này đẹp luôn các bác này. Bây giờ ơi, hôm nào các bác đi mua nha, nhớ đem đi em đi nha. Được chưa? Bây giờ ơi, thực tế. Ok các bác, đây, bây giờ em ria hết toàn bộ. Đây là núi Bà các bác nhá. Đây là núi Bà. Đấy, đây là núi Bà này. Đấy. Đấy, còn đây là dưới này là chân núi Cậu. Đây. Chân núi Cậu. Đây các bác. Đây là chân núi Cậu này. Đó. Đây. Đây là núi Cậu các bác nha. Đấy, núi Cậu. Nơi có chùa Thái Sơn, nơi linh thiêng. Các bác nha. Đây và em review tiếp tục ở trên cái này là em xe đang nằm đây nè. Đây các bác, đấy em ở đây nè. Đâu rồi? Đây 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 đây. Hàng khủng của chúng ta đây các bác nha. Cái này là đúng của chúng ta này. Đấy. Rồi. Đây, những khách du lịch đang ăn nhậu. Đây các bạn. Đây. Khách du lịch đang nhậu và đang nhìn Lê Tuấn đang quay đấy. Đang kéo lại đây rồi. Đấy. Ok. Đấy. Đấy. Đây các bạn. Tất cả những cái tròi này Lê Tuấn rồi này đã nói với các bác rồi. Hôm nào đi, các bác đừng đưa bà xã đi nhá. Bốn bác đi một xe 5 chỗ. Hoặc chở thêm hai người nữa của mình. Hoặc là ghé cũng. Đấy, đi xuống đây. Và bảo là đi mua xe. Nhưng là chính là chúng ta đi chơi. Đấy, xuống đây để chúng ta tắm. Rồi chúng ta mắc bóng. Đấy, và chúng ta tiếp tục. Rồi lúc này bác chủ đã đưa mình vào và Lê Tuấn lại tiếp tục đi vào để máy các bác nhá. Rồi đây tất cả mọi cái thì một màu nước rất chỉ là rạt rào đúng không? Đây này các bác thấy không? Đấy, từng đợt sóng đấy, sóng xô bờ nha. Đấy, từng sóng xô bờ đi vào rất nhẹ nhàng đêm mà. Đấy. Đấy. Từng con sóng chồm lên nhau đúng không? Nó chồm lên con sóng này đến đợt sóng kia chồm lên nhau. Rồi bây giờ Lê Tuấn sẽ đi vào bên trong. Đấy, đây có cặp đàn ông nhỏ. Đấy, thì cứ mỗi một tuần thì tất cả những người khách thập phương từ các nơi đổ về và cắm trại cũng như đi du lịch và thưởng ngoạn những ngày tháng vất vả. Đấy, thì sau một tuần, cứ sau một tuần thì lại tất cả những người khách bốn phương tứ hướng về đây để cắm trại nghỉ ngơi xả hơi xả láng 3 giờ sáng về sớm. Rồi và đề tài chính của Lê Tuấn thì lâu này
anh em đang chờ đợi để tiếp bánh. Hôm nay đúng Lê Tuấn quay một cuốn phim này vào lúc 12 giờ trưa nhưng trời rất mát, bởi vì buổi sáng Lê Tuấn đi sang bên này là 78 cây số, chắc chắn đi về là khoảng tầm 150 cây các bác ạ. Thì nghe nói ở trong này có một cái xe này bán thì Lê Tuấn đến để review cho các bác, và bây giờ chờ đợi. Chờ, cắm điện vào một cái là đầy luôn. Đấy, có ghế nha, nó ngồi ghế đó Hoàng. Đó. Ok, quá đẹp. Rồi đây luôn đấy. Úc ơi. Đây luôn. Đây lên luôn. Ờ. Đây chờ tí, chờ tí. Chờ tí ở đây luôn. Ok. Hello. Yeah. Yeah, tuyệt vời luôn. Rất nhẹ nhàng. Đâu, máy nổ như thế là không có nổ các bạn. Để một năm nay, à quên, 6 tháng này quá, từ Tết đi giờ. Em nói một năm là đúng rồi, mua mấy 6 tháng này. Làm được có 10, chưa đầy 10 hectare. Đấy. Rồi, bắt đầu em lên trên để cho các bác coi mạnh. Quá rồi. Không có một tí hơi nào các bác nhá. Kín đê hết, ô lòng lên, chấm hết. À, bây giờ đến màn tết gạch nha. Rồi tết gạch đến nào, bắt đầu tết gạch. Thấy chưa các bác? Đấy. Không có một tiếng kêu nào hết các bác nha. Đấy.
Ok. Đấy. Đấy. Quá chuẩn. Ok các bác nha. Rồi ok. Đấy, máy rất êm à. Phải nói các bác, em nói thiệt các bác, đúng là ok luôn các bác. Đây. Rồi, không được đấy, không gì, nhưng mà ok. Các bác nha. Tất cả vòng xoay ngã tư Hàng Xanh phải nói là tuyệt vời và không bao giờ có một tiếng nhớt nào đỏ hết. Có chứ, từ dàn chân. Rồi, và bây giờ thì chắc có lẽ tắt máy nhé. Rồi, tắt máy. Lúc này là 30 phút, nửa tiếng để chờ đợi trên xe. Đây các bác. Máy mới đang nổ nha các bác nha. Máy mới đang nổ. Để nói một cái điều gì. Rồi xong. Anh giá bao anh mà. Dạ dạ. Giá bao luôn mà. Giá bao anh. Bao luôn mà. Rồi. Rồi tắt luôn. Lớn tiếng sạc mình luôn. Rồi. Và cuối cùng thì Lê Tuấn cũng đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Đến các bác, nếu bác nào đang theo dõi và đang còn thích dòng Hitachi này, các bác nhá. Đấy, Exit tức là 200. Các bác nhá, 200. Đấy, đời 07 các bác nhá. 07 đời T1. Đấy, 01. Đấy là các bác biết rồi. Rồi, và em cũng xin dừng video tới đây. Xin chúc tất cả nhà chúng ta một lần chút khỏe, một buổi trưa chủ nhật cũng như một ngày chủ nhật bên gia đình đầm ấm hạnh phúc. Và Lê Tuấn xin dừng video tại đây. Xin hẹn lại video sau.